Mỗi ngày, trên cả nước có cả triệu người kiếm sống bám vào mặt đường như thế này. Đặc điểm chung là thu nhập khá bấp bênh, nên nghe nói sẽ phải nộp thuế, nhiều người không tránh khỏi lo lắng. Lãi trung bình một tháng là nó không có dư vừa đủ thôi, bù qua đắp lại. Có những ngày mà ví dụ bữa nay chạy đất, mai chạy ế nó bù lại. Bán buôn thì có bữa này bữa nọ, giống như em đi làm thì ví dụ như cứ 1 tháng 30 ngày thì em lãnh lương đúng 30 ngày, còn buôn bán thì có bữa bán đắt, bữa bán ế. Đó, thì bắt bên lắm chứ đâu phải là lúc nào cũng ổn định được đâu. Theo các chuyên gia, cơ quan thuế thống kê kiểm tra lại số lượng các hộ, các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ không thường xuyên là hợp lý, nhằm đảm bảo tính công bằng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc tính thuế thì cũng cần phải xem xét, do số lượng thì quá lớn, thu nhập của họ lại không đáng kể, chưa kể thường xuyên phải thay đổi địa điểm. Thu nhập cũng không cố định, địa điểm cũng không cố định và cái hình thức thu bây giờ thì cũng rất là khó để mà quản lý, bởi vì không có ai quản lý người ta. Và hơn nữa cái việc quản lý này cũng khá là khó, cho nên là để mà tính thuế cho người ta cũng là một công việc, một nỗ lực rất là lớn của ngành thuế thì mới có thể đạt được. Các chuyên gia thuế cũng nhận định, nếu xét đến mức thu nhập chịu đóng thuế là 100 triệu đồng mỗi năm thì sẽ có nhiều người không đạt ở mức này. Hơn nữa, ở những nơi có nguồn thu nhập cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì cơ quan thuế có khả năng sẽ thu được. Nhưng với những tỉnh lẻ thì hiệu quả thu không cao khi mà chi phí bỏ ra quá nhiều. Liên ngành thuế sẽ xem xét lại quản lý tất cả những số liệu đó để làm sao chúng ta sẽ thu thuế ở những cái khâu nào, ở những đối tượng nào họ ở mức ngưỡng phải chịu thu thuế. Còn những đối tượng nào mà chưa đến ngưỡng phải chịu thuế thì chúng ta cũng nên xem xét lại. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc rà soát là để ngành thuế nắm được số liệu chính xác. Chỉ các hộ cá nhân có mức doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm thì cơ quan thuế mới ra thông báo để yêu cầu nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn có những băn khoăn về tính khả thi. Khi mà 2,2 triệu hộ trong danh sách quản lý của ngành thuế hiện nay, cơ quan này mới chỉ thu thuế được 1,6 triệu.